Bạch sư cho con hỏi, một người không có đức tin nơi Tam Bảo, có thể do họ không muốn đặt niềm tin vào tôn giáo hoặc họ không biết đến Tam Bảo, thì người đó có thể thực hành tứ niệm xứ và chứng đạt đạo quả giải thoát không? Xin thưa là không. Họ có thể thực hành tứ niệm xứ nhưng họ không thể chứng đạt đạo quả giải thoát. Tức là nếu như mà quý vị đem phương pháp thực hành tứ niệm xứ cho họ thực hành, đương nhiên họ vẫn thực hành. Nhưng khi họ thực hành thì họ phải biết đến Tam Bảo. Rõ ràng phương pháp này là do ai tạo ra? Họ phải biết đến Tam Bảo. Nhưng ngay khi biết đến Tam Bảo mà họ vẫn không muốn đặt niềm tin nơi Tam Bảo thì họ không có khả năng giải thoát, giác ngộ. Bởi vì điều kiện để chứng sơ quả đó là niềm tin bất động nơi Tam Bảo. Cho nên không có niềm tin nơi Tam Bảo thì không thể chứng đắc đạo quả được.